Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình làm cái video clip để độ chế một cái thùng loa bass 40 đôi này đưa qua phần bên này. Đây, thì ở này khách cũng đưa tới cho mình làm thôi. Cái loa này nói chung là tình trạng của cái loa này thì cái mạch này nó cũng ok cho mọi người, chẳng là cái mặt Bluetooth này nó bị hư rồi này. Nhắn nó không ăn, mà thay thì khách không thay nữa. Khách cái mẫu này thì cũng không chuộng nữa cho nên khách cũng không thích. Khách muốn mình chế từ cái này qua cái này, thì hôm nay mình cũng yêu cầu thì mình cũng có đi mua cái thùng để mình chế. Mình sẽ tận dụng lại cái phần cặp loa bass 40 này để mình dời qua bên này. Thì với lại mình có mua thêm một cái mạch công suất loa kéo. Mạch này nó xài công suất nó 200W nha mọi người. Có echo, có reverb đàng hoàng nha. Đây có reverb luôn. Đây là có cổng ra loa từ 8 đến 16 ohm này. Này nguồn điện vẫn có nguồn 12V. Thì ở đây nó xài một con biến áp xuyến. Đây, một cái nguồn xuyến nằm ở đây. Nó xài là lát D. 22 xài xài con phết ở đây nha mọi người. Đó, thì mạch nó như thế này. Rồi mình sẽ tiếp theo là bây giờ mình sẽ tháo cái phần loa này ra. Rồi ok, bây giờ mình tháo nha. Xong hai cái loa bass 40 này khá là dơ. Bây giờ mình sẽ lau chùi sạch sẽ ha. Ok, cái mình vệ sinh xong rồi mình sẽ cho làm video đó các bạn nha. Ok, thời gian mình vệ sinh loa xong, bây giờ tiếp theo mình sẽ bắt đầu là tháo mấy cái họng chép với lại cái phần lưới để lắp lắp cái bộ này vào nha mọi người. Ở đây có mạch sẵn rồi đó, thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo lắp ráp cho mọi người. Ok, bắt đầu. Thank you.
xong đoạn mình đã gắn vào xong phần này thì mình mới có đưa để vào cho dưa có vặn ốc nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử test gắn được nguồn, thử kiểm tra luôn coi thử nó có hoạt động không mọi người. Mình đợi mình xíu nha, mình sẽ cắm dây điện. Mình sẽ gắn nguồn nha mọi người. Đây nguồn nó lên rồi này, mình vẫn tắt luôn. Rồi. Để mình sẽ kết nối Bluetooth. Kết nối Bluetooth coi. Rồi, đây là chế độ Bluetooth này mình sẽ kết nối. Rồi nha mọi người, kết nối vào này. Mình sẽ test thử nha. Để mình chọn cái bài nhạc nào không có bản quyền á, mình test nha mọi người. Đây mình sẽ tìm những bài nhạc là không bản quyền để mình. Rồi, đây. Mình test luôn nha. Như vậy là đã khởi động, đã hát mọi người. Mình chỉnh bass chép một tí. Rồi nhạc đã xong nha, mình sẽ test phần mic echo như thế nào nha. Đây này, alo, mình mở lên tiếng nè. Alo, 1, 2, 3, 4. Mạch này echo rất là hay nha mọi người. Tăng reverb lên tiếng nè. Alo, 1, 2. Mình để gần như là nó ít có hú mọi người. Nè, từng 20 phân mà loa không hú là chứng tỏ là cái mạch mô là nó thích hợp cả cái chống hú là sao á. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, 1, 2, 3. Mình tăng echo một tí nè. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Rất là hay mọi người, như là đã thành công nha. Như vậy là mình đã lắp ráp xong cái mạch lo kẹo kéo nè. Này công suất này rất là lớn. Ok. Nếu các bạn thấy kênh hay thì nhớ đăng ký, like và chia sẻ với mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ lắp ráp lại hoàn chỉnh đã.